mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo mật mã trên cái app này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào mục này tạo mật mã. Rồi mọi người kéo đến cái chỗ mục tùy chỉnh rồi. Ở đây mọi người có thể cài cái mật mã vĩnh viễn hoặc là cài cái mật mã có hiệu lực theo thời gian. Thì nếu mà mọi người cài theo thời gian thì mật mã này sẽ chỉ có hiệu lực trong cái khoảng thời gian này thôi. Sau thời gian này thì cái mã này sẽ không có dùng mở cửa được nữa. Hoặc là mọi người cài vĩnh viễn thì chỉ khi nào mọi người xóa thì mới hết hiệu lực. Ở đây mọi người đặt tên cho cái mật mã này, sau đó mọi người nhập cái mã mà mọi người muốn cài lên. Rồi mọi người bấm cài mật mã. Rồi như vậy là đã cài thành công nha. Mọi người bấm hoàn thành, sau đó thoát ra thì bấm vào đây, ở đây nó sẽ hiện cái mật mã mà mọi người đã cài, cái thông tin ở đây. Rồi mình thử mở cửa bằng cái mật mã này nha. Đấy, như vậy là mình đã cài thành công nha.